Đời thứ nhất, nhớ là phân chia có nhiều loại á, nên hai loại có rất nhiều cái nhóm. Chúng ta có nhóm thứ nhất, nhóm nhất là chúng ta có là giới cấm và giới thực hành. Giới cấm là những điều mà Đức Phật không cho phép. Có những điều rất giống như là Đức Phật ngài chi li tỉ mỉ đó. Đại khái là khi dùng cơm á, người Ấn Độ thì họ quen dùng bóc, nhưng mà không phải là không có muỗng nĩa nha. Cho nên cái lặp đi lặp lại cái tàn thực của họ đó. Ví dụ ở đây là món canh, ở đây là món mặn, ở đây là món khô chẳng hạn. Hoặc là họ có cái bát, hoặc là họ không có cái bát, họ có cái miếng tấm lá, và họ vẫn có muỗng nha, và họ muốn họ dùng ăn bóc á, ví dụ như cơm rồi chẳng hạn, qua họ lấy ra một ít là họ bỏ vô đây, bỏ trong lá, rồi họ múc canh rồi bỏ vô lá, rồi một cái đồ mặn bỏ vô lá, cái đồ kho, xong rồi họ nhào lại. Và khi mà nhào như vậy á, họ vắt con mà trúng lại, họ vắt. Có những vị mà gọi là háo ăn á, thì họ bỏ vô, họ vắt nắm con. Vắt nắm con có nhiều khi là nó lớn, con mắt con tôi khi nó to hơn cái bao tử rồi. Và mà khi đưa cái nắm cơm nó vô miệng á, nó đưa vô hết, nó lòi phân nửa bên ngoài, nó đổ tùm lum, nó rất là nhơ bẩn, nhìn nó không có cái điều tốt. Nên Đức Phật ngài tuy là ăn bóc vậy đó, Đức Phật ngài cấm là không có vắt cái vắt cơm mà lớn hơn cái đầu của ngỗng. Cái đầu của ngỗng dù vừa đủ thôi, để vừa đủ vô miệng mình được rồi. Nhiều quá cái trứng con ngỗng, chứ mà trứng ngỗng nó nhiều quá, nó đưa vô miệng nó không hết, nó lọt không hết, nó nửa trong nửa ngoài, nó thấy nó dơ. Nó không phải là không có đâu. Và cái đồ này, cái những cái phần sau khi vậy thì cô ăn rồi, những cái này được gọi là tàn thực. Tàn thực không phải là những thức ăn ăn rồi mà bỏ. Cứ nghe nói những thức ăn ăn rồi mà bỏ đó, mình gọi tàn thực. Không phải là bỏ vô trong cái nồi á, còn dư lại được gọi tàn thực. Không phải. Cái này không dùng, cái này dùng là mất vệ sinh chung. Có nhiều người nghe đó, nghe với bà mẹ của ngài Sa Di Xu Khá chẳng hạn, vậy trong pháp cú nói ngài Sa Di Xu Khá là khi mà mang thai, bà mẹ mang thai tự nhiên khởi một cái ước muốn kỳ lạ là muốn ngồi sao Chư Tăng dùng vật thực tàn thực của Chư Tăng để lại. Và họ hiểu cái chữ tàn thực có nghĩa là ăn rồi còn dư lại trong chén trong bát thì nó không có dùng. Thật sự cách ăn của mình nó là mất vệ sinh chung lắm, nó là vệ sinh chung. Cái thật ra đó, là cái tàn thực là gì? Tàn thực là cái người ta lấy ra một phần rồi ta bỏ vô,
đúng ra đó ăn trong bát là một cái rất là vệ sinh nhất, tức là múc cơm vừa đủ bỏ trong bát, rồi múc canh vừa đủ bỏ trong bát, múc bằng cái muỗng đĩa sạch nha. Ở Việt Nam mình gấp gấp đũa ăn xong đưa vô miệng rồi gấp cái đưa hơn gấp cái mức, cái đó thuộc về mất vệ sinh. Cái nào mình nhận thấy mà thấy mà thường thì bây giờ phong tục cũng quen rồi đúng không, ăn chung 5-6 người đúng không. Rồi cũng cái đũa đó, cho nên hồi xưa đó có cái trường hợp ăn cơm gấp đũa hai đầu á, cái đầu này thì và đúng không, còn muốn gấp đồ ăn á thì trở đầu đũa lại gấp. Rồi đó có câu cây dao đó, ăn cơm trở đũa hai đầu lấy chồng bộ đội làm dâu bác hồ. Mà lính ở trong 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 cái lính ngày xưa của bên cách mạng đó, ăn cơm cũng cầm đũa nhưng mà cái một cái đầu á thì lùi vô đúng không, còn gấp đồ ăn á, thì gấp cái đầu kia, gấp cá gấp gì đó gấp mà đầu kia mới vừa rồi để trong cái chén, chứ không có gấp hai đầu nha, chứ không phải gấp một đầu nha. Cái ăn cơm của mình gấp một đầu đó, nó là mất vệ sinh rồi. Thì cái tàn thực cũng vậy, tàn thực của trong kinh điển đó, là những vị tỳ khưu có cái bát đó, đem cái cơm bỏ trong bát, múc canh đổ vô trong bát, rồi cái đồ kho đồ mặn đồ xiên đồ xào đồ củ khỉ gì đó bỏ trong bát ăn trong bát, thì những phần còn lại này dùng muỗng nghĩa sạch mà múc luôn. Thì sau khi không thì sau những gì thì khô ăn xong rồi đó, thì những phần còn lại này được gọi là tàn thực nhưng vẫn còn trong sạch, không có dơ. Chứ mà ăn xong rồi ăn lại không phải. Cái gì hiểu chữ tàn thực này không? Mà có nhiều người hiểu lầm á, cho nên cái đang ăn bỏ mứa là cái ôm ăn không phải, nó mất vệ sinh chung, nó bị ho lao ho xuyển rồi chứ không chuyện gì, dơ bẩn không có đúng. Thì nghe hiểu lầm vậy, tại vì bà mẹ bà Số Khá có ngày sa di Số Khá, cái vị này chứng quả láng lúc 7 tuổi xuất gia sau có 8 ngày, vào ngày thứ 8 thì chứng quả hay là hán. Thì cái tàn thực ở trong kinh điển đó, chúng ta phải nhớ rằng là cái thức ăn còn nguyên có thể ăn được, nhưng mà khi người ta ăn xong vậy thì con cho dù cái món đó đó, ví dụ dọn lên trên cái bàn đó là năm món, nhưng mà vậy đó chỉ ăn được có hai món thôi là không ăn nữa, ba món còn lại chưa đụng đũa tới đúng không, chưa đụng đũa nữa, nhưng ba món nó vẫn được gọi là tàn thực. Sau khi ăn rồi không ăn nữa thì cái món nó gọi là tàn thực. Và cách bố thí mà gọi là bố thí mà thượng vị đó, một trong những cách bố thí thượng vị đó là sao, thì khi mà mình đang ăn vậy đó, mình ăn có miếng thịt ngon chẳng hạn, hay là miếng cá ngon đó, con chó nó tới hay con mèo nó tới, mình đang ăn ngon đúng không, mà thấy con chó mèo tới mình lấy cái miếng đồ ăn ngon mình cho nó, thì cái trường hợp này được gọi là bố thí thượng vị. Mặc dù mình đang ăn nhưng con chó nó tới thì mình gấp cho nó miếng xương miếng thịt gì đó mình đang ghé mình cho nó ăn, thì cái này được gọi là thượng vị. Còn mình ăn xong rồi cũng cái món đó mình cho nó ăn, không người gọi là thượng vị, bởi nó thuộc gọi là tàn thực. Hai cái nó khác nhau à. Cái gì nắm được ý nghĩa nào không? Chứ mình đang ăn con mèo nó tới mình thấy mình gấp cái miếng cá mình cho con mèo ăn, mà bố thí được gọi là bố thí thượng vị, tại cái món mình đang ăn mà. Mà khi mình ăn xong rồi cũng con cá như vậy đó mà đắp cái cho con mèo nó gọi là không phải là thượng vị, tại mình đã bỏ nó rồi. Nhưng có số nói là mình cho nó ăn nó quen hãy tới nó tới thì chuyện nó tới nó kiếm ăn là chuyện của nó. Bây giờ chỗ nào có ăn thì mình đi tới rồi, đúng không, mình đang đói thì chỗ nào có ăn thì mình đi tới thôi chứ. Thì con vật nó cũng vậy thôi à, chúng ta có biết ai đâu, nó chỉ biết cái chỗ đó có ăn là nó đi tới vậy thôi. Thì mình sẽ hiểu được cái tâm lý của nó vậy. Còn chỗ nào mình không cho nó thì nó sẽ không tới nữa, nếu không tới nữa thì mình không có cơ hội mình cho
Quý vị biết con sư Tường Quang ở bên Ấn Độ không? Sư Tường Quang. Tường Quang ổng ở bên đó ông cất cái chùa gọi là Đại Lộc. Đại Lộc. Nghe nói ông cất lên một cái chùa Đại Lộc 2 nữa. Đại Lộc 2 ở Bồ Đề Đạo Tràng. Mà hồi mau sư Tường Quang này còn là sinh viên ở trường Đại học Nam Đà đó. Mà dân Ấn Độ rất ghét chó. Cái đối với Ấn Độ chó là một cái loài vật đáng kinh tởm lắm. Nên là rất ghét. Mà đã kinh tởm thì đâu được bố thí đâu. Nó đi lang thang nó ăn tầm bậy tầm bạ thôi. Ông thấy vậy ông cái tội nghiệp cái mỗi buổi chiều vậy đó. Ông nấu nồi cơm khoảng chừng một lon gạo thôi. Một lon gạo thôi. Ông ra cái thấy con chó tới ông múc cơm cho nó ăn. Ngày nào cũng vậy đó, bỏ ra một lon gạo nấu xong nên múc cho mấy chó nào tới là múc cho nó ăn. Đẫm cho nó thêm tí xì dầu vậy đó, cơm vậy đó, cái vậy. Mà về sau cái phước này làm ông xây được cái chùa Đại Lộc có khoảng gần hơn tỷ. Hơn mấy tỷ chứ không phải. Rất lớn. Cho nên cái bên Tích Lan nó có một câu chuyện là về cái truyền thuyết nói về ngài Siva Lý. Siva Lý. Ngài Siva Lý khi mà ngài đi về đi Trai Tăng về. Đi ngang qua thấy con chó một con chó cái đang nằm đó, nó không có đồ ăn. Một bên nó có mấy con chó, mấy chó con. Ngài mới thấy tội nghiệp, ngài mới móc cái cổ ra đổ xuống cho con chó nó ăn. Con chó nó ăn nó có sữa nó nuôi mấy đứa con đó. Rồi do đó về sau ngài là tối thắng rồi Phật tử, đi tới đâu cũng có Phật tử. Nhưng đây là truyền thuyết Tích Lan, nó không có đúng chánh tạng, mà khá nhiều. Còn cái truyền thuyết trong kinh Pháp Cú nó khác, chúng ta nắm bắt được các bạn. Thì chúng ta thấy là cái nghĩa tàn thật nó, cho dù là cái món đó được dọn lên, ví dụ quý vị dọn lên trên mà bàn của vị sư nào đó có 6 cái bánh giò, 6 bánh giò, mà vậy đó không ăn, sau khi đem xuống, thì 6 bánh giò đó được gọi là tàn thật. Mà vẫn còn ngon nha, vẫn còn chưa đụng chạm tới, vẫn là tàn thật. Ta phải nắm bắt được ý nghĩa rồi. Nhưng mà ví dụ như mình đem lên cái 2 cái hũ sữa, hai cái hộp sữa, sữa Vinamilk, cái gì Milk đó, nhè sữa không đường gì đó, đại khái vậy đó. Rồi vậy đó không ăn chưa đem xuống, thì những cái đó tôi gọi là tàn thật. Còn đang ăn mà nó cho con này con kia nó bố thí thượng vị. Cho nên chúng ta nắm được những ý nghĩa nó đặc biệt. Thì giới cấm là những gì? Giới cấm là những gì mà Đức Phật ngài cấm chế. Những gì Đức Phật cũng ấy. Cho nên Đức Phật ngài bảo rằng là ăn bằng lai là không có dắt cơm lớn hơn cái quả trứng ngỗng. Nó vừa đủ để mình ăn vô thôi. Không lớn hơn thì có thể nhỏ hơn, chứ không phải là dùng ăn bốc tay là thọc tay vô cái canh, là thọc tay vô cái món đồ kho lấy ra. Không phải, phải lấy đàng hoàng bỏ vô cái phần riêng của mình để mình dùng. Vậy nắm mắt một ý nghĩa nào? Cái người Ấn Độ họ ăn bốc thiệt nhưng mà họ rất là vệ sinh, chứ không phải kiểu cái học ba trợn về bất cứ Ấn Độ ăn bốc thọc tay vô cái tô canh thọc tay vô thì cho mình ông ăn luôn đi chứ ai ăn. Cái đó là mất vệ sinh đúng không? Không hiểu mà sư đã gặp ông đó rồi mà sư chỉnh luôn. Ở đây Việt Nam không phải Ấn Độ lập gì không có đúng, phải hiểu cho rành rẽ mà nữa. Thì giới cấm là những gì Đức Phật cấm. Cái mục tiêu của Đức Phật ngài lập ra cái giới cấm này là gì? Là ngăn trừ ô nhiễm đã sinh. Rồi có là ngăn trừ ô nhiễm đang sinh.
ngăn trừ ô nhiễm sẽ sinh. Cái mục tiêu của Phật Ngài là lập ra cái giới luật đó, là ngăn trừ cái ô nhiễm đã sinh, là diệt trừ ô nhiễm đã sinh, rồi diệt trừ cái ô nhiễm đang sinh và diệt trừ cái ô nhiễm sẽ sinh. Bởi vì nếu mà không ngăn chặn cái này về sau nó sẽ có, bây giờ hiện tại nó chưa có nhưng về sau nó sẽ có. Đây là trường hợp rất đặc biệt mà rất hay, rất là hay. Có lần nọ đó thì ngài Anuruddha bật đánh Anuruddha nha. Ngài Anuruddha rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Thì con vua nữa. Ngài này là A-la-hàm chứng quả thiên nhãn, thứ nhất là thiên nhãn. Khi còn là A-la-hàm đó, ngài Anuruddha khoe với ngài Sa-la-bát bị ngài khiển trách. Ngài Anuruddha nói với ngài Sa-la-bát-tá là: này giả Sa-la-bát-tá, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Một thế giới là 31 cõi. Mà 1000 thế giới, 1000 lần 31 cõi, nhìn 1000 lần 31 cõi như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Tuy nhiên tôi chưa chứng được thánh quả A-la-hán. Nghe nó rất là thành thật, nghe rất là thành thật, nhưng mà tôi chưa chứng quả A-la-hán. Thì ngài Sa-la-bát ngài mới khiển trách liền: bày hiền nhã Anuruddha, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn thấy 1000 thế giới như một nhìn, nhìn một vật trong một bàn tay, đó là kiêu mạng của hiền giả, nó là kiêu mạng của hiền giả. Nó tự hào đó, không tự hào khoe làm chi, đúng không? Nhìn 1000 thì chính 1000 với một vật tôi kể đó, mà khoe lên là tôi nhìn như vậy, đó là kiêu mạng liền. Ngài Sa-la-bát ngài điểm nguyệt ngay lập tức, với tư tưởng rằng là tuy nhiên tôi chưa chứng quả A-la-hán, đó là cái hối quá của hiền giả, đó là tiếc nuối. Lành thay nếu hiền giả bỏ những cái pháp này thì chứng quả A-la-hán. Cho nên cái bậc trí nói chuyện với nhau rất là thâm sâu, chứ không phải là những nghĩa mình nó cái mình không phải. Cái pháp thứ hai á, là ngài Anuruddha do nhìn thiên nhãn nhiều như vậy, ngài mới nói rằng nhưng mà tâm tôi không được định tĩnh. Thì ngài Sa-la-bát là cái tâm với nghĩ là tâm tôi không được định tĩnh, bởi vì nhiều cái cảnh này cảnh này cảnh này kia thì tâm sao định tĩnh được, đúng không? Thì giới tư tưởng là tâm tôi không định tĩnh, đó là phóng vật của hiền giả, nghe chưa? Mà gặp cái đệ nhất cao thủ rồi, điểm nguyệt là chịu không nổi rồi, nên đại khái là như vậy. Thì ngày này là A-la-hàm đến đệ nhất thiên nhãn. Một lần ngài đi trên đường về thì lễ tế tôn vào đêm tối, nhưng tối ngày mới ghé là một cái quán trọ. Mình nói là ngài Anuruddha rất là đẹp trai, mà cái cử chỉ ngài rất là thanh lịch, thì do trong cái quán trọ này, quán trọ dành cho khách lỡ đường, thì trong này có một cô chủ rất xinh đẹp, thì ngài vô đây ngài xin một cái chỗ ở, quý đồng ý cho. Rồi sau đó những thương buôn đi tới, thương buôn tới rất nhiều, mà thương buôn đi tới thì phải đóng tiền, không có tiền, có tiền thì đương nhiên có lợi điểm hơn, đúng không? Cho nên cái cô này cũng ái mộ ngài Anuruddha mới yêu cầu ngài vô trong phòng riêng, cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà trong đêm đó cái nè, cô chủ này mới giở trò với ngài Anuruddha, cho nên ngài Anuruddha mới an cứu tâm trong thiền định, làm gì thì làm. Sau khi dở đủ trò hết mà không được, cái bà này mới giật mình. Cô này cũng rất là xinh đẹp,
mới nghĩ, em nghĩ rằng cái có nhiều người bỏ trăm ngàn tiền vàng mà để được ta mà không được, mà chị sám hối này coi như không có ký đồ nữa, cho nên mới sám hối. Ngài Anuruddha ngài cho nói rằng giảng pháp cho con này nghe, sám hối xong ngài chấp nhận giảng pháp xong, xong rồi đó là con này xin quy ngưỡng Tam Bảo, cúng dường vật thực buổi sáng cho đến ngày Anuruddha. Thấy vậy tốt không? Tốt quá chứ nè, đúng không? Đâu có vi phạm gì đâu. Về trình lên, tốt không tốt, không có gì đâu. Giới hạnh không vi phạm gì hết, mà nó tế độ này được quy Tam Bảo nữa kia. Tốt quá rồi. Thì ngày Anuruddha bất A-la-hàm còn ngã mạng không? Còn không? À. Em thấy cái hành động này tốt không? Mới khoe, khoe lên gặp mấy vị tỳ khưu nhiều chuyện. Mới mang cái chuyện này lên trình với Đức Thế Tôn. Mới mang đi rồi. À, Đức Thế Tôn mới gọi ngài núi ta xuống mà hỏi. Ngài cũng thành thật, anh Hà mà đâu có nói dối đâu, mà chị Lưu đã không nói dối rồi đúng không? Đức Phật ngài mới rầy. Cái điều này, đại anh núi ta, cái điều này không đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin. Không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Cho nên Đức Thế Tôn ngài chế định rằng từ đây về sau cái vị tỳ khưu nào ngủ một với người nữ trong phòng phạm hưng đó trị. Trong hiện tại là chưa đúng không? Ngài này là A-la-hàm thì không phạm đúng không? Còn phạm nhân phạm không? Phạm nhân phạm không? Cho nên ngăn trừ cái ô nhiễm trong tương lai nó là vậy. Hiện nay thì nó không có gì hết, nó tốt đúng không? Nhưng mà nếu không cấm chế điều luật này, về sau mấy ông phàm tăng dính đạn không? Quá dính đạn này đúng không? Cho nên ngăn chặn nó là như vậy. Cho nên cái điều này nó gọi là giới cấm. Có những giới cấm rất là nhỏ nhặt. Ví dụ như đi bát, cái bài kinh mình đi bát của ngài Ủ Đa Dí chẳng hạn mà có kỳ trước cũng nói rồi đó, đi bát nhau trong đêm đói bụng quá không ăn chiều đó, nhau ăn chiều đó trong đêm đói bụng quá ôm bát đi đi, đâu có giờ đâu có đèn, hồi đó đâu có đèn điện như bây giờ đâu, chỉ đèn không được đèn mờ mờ nữa, đi theo thói quen đi cái ao nè, ánh sáng chiếu xuống bởi ánh sáng bước vô cái lọt ẩm chứ thì áo ướt hết về rồi đi đi. Lúc đó hồi xưa người ta xài đồ đèn dầu nhiều đúng không, người ta đốt lửa kia thì tới gặp cái chuồng bò, trong đó có ánh lửa lên tưởng nhà của người ta, nó đứng trước cửa chuồng bò ôm bát đứng đó. Trời, người ta đặt bát vô con bò có biết gì đâu đặt bát. Nó có tai hại nó vậy đó, nó ban đêm mà. Là một hôm có trời mưa đổ xuống, trời mưa. Cái vị tỳ khưu đi tới cái căn nhà thì lúc đó có một người nữ ra đang ngồi rửa chén. Thấy người ở rửa chén đứng cái cửa ôm bát. Thì người này đang rửa chén cái trời nhá lên cái quay lại thấy cái bóng đèn dưới sao mình. Xanh mặt như thế đúng không? Xanh mặt. Ra lên ốc cốt con quỷ, có con quỷ. Cái vậy này nó không phải, tỳ khưu đang đi bát. Tôi đừng biết là người rồi hết sợ đúng không, chửi tá lạ nó chịu thôi. Cho nên về Đức Phật ngày nhân đó, cấm đi ăn chiều, không ăn chiều. Mà thấy trong đêm đang ngồi rửa ngó mà nghe thấy thì biết sao, cái bóng đen chù lù xanh mặt là phải rồi, rồi biết không phải giận quá chửi không phải rồi cô à. Cho nên không cho ăn chiều nó là như vậy. Cho nên cái giới đó là cái được gọi là cái giới cấm, mà không giới cấm. Tức là những giới mà Đức Phật ngài cấm không cho thực hành, không được. Nên vào cái thời Đức Thế Tôn á, cái điều gì mà Đức Phật ngài chưa cho phép làm là không dám làm. Nên ông bà La Môn Kenyá mang
500 cổ xe nước giải khát, trong đó có 8 cái món, cái 8 loại nước trái cây. Trong đó không có nước đậu nha, không có nước đậu xây ra nha. Yeah. Hồi đó không biết có dao vua không, không biết. Trong 8 nước loại nước này không có dao vua. Xây ra rồi, đúng ra đó là hớt bỏ những cái cặn đi, chỉ lấy nước trong thôi. Do giờ nên giờ mà mấy sư uống sinh tố đó, mà nó không có gạt ra đó, uống rau má, uống nước dừa thì được. Nước dừa là một trong những cái cho phép. Mà có gì kỳ chỉ hơn, nó uống nước dừa phải lượt 7 lần. Mỗi lần uống một cái trái dừa mà lượt 7 lần thôi, thà đừng uống xíu hơn. Mệt quá. Nó có cái giờ hết, đổ nước vô lượt cái đổ qua này cũng được. Nó mệt nhọc vậy đó. Nó đừng uống, nó khỏe hơn. Còn những sinh tố bây giờ đó, muốn uống thì du di đi qua thôi, chứ thật sự ra là sai. Là phải gạt bỏ những cặn ra. Rau má thì phải có đồ lượt, lượt hết rau má. Mà có 8 loại nước cho uống thôi. Nước chuối hột nè, nước xoài nè, nước thanh trà nè, nước tâm nè, 8 loại. Bây giờ uống nước mía cũng phải lượt nha, nước mía phải lượt nha. Có nhiều vị giờ thoải mái ăn mía, xiết mía luôn. Đúng là sai, không được nhai đó. Mặc dù là nó chỉ là nước thôi, nhưng phải ép ra rồi lượt luôn. Tại khi mà nước mía ép ra nó còn cái cặn mía không? Mới lượt này. Nhưng mà đặc biệt giờ uống sinh tố tưởng là sai, tưởng là đúng mà nó sai, bởi vì nó còn cặn trong đó. Mà cái này cũng tùy theo quốc độ nữa. Ở Việt Nam á, uống tên nước chiều uống nước trà thì được, nhưng ở Miến Điện chiều uống nước trà không được. Mỗi người Miến Điện dùng trà là vật thực vào buổi sáng, nên xào nấu chiên xào, cho nên chiều dùng nước trà không được. Mà ở Việt Nam thì không ai mà chiên xào rồi đột trà ăn hết, đúng không? Nên chiều uống nữa. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái gì mà cho phép được. Thời vào thời Đức Phật á, nếu như Đức Phật chưa cho phép thì các vị thì không có. Cho nên ông Bà La Môn trên giá mang 500 cổ xe đầy nước ép trái cây đem dân tới, cái gì thì chưa dám nhận. Dân đến Đức Phật là cho phép nhận mới. Và 8 loại nước đó như là nước thanh trà nè, nước chuối hột nè, nước trái tâm nè, nước đại khái 8 loại nước. Nước chuối hột ép ra xong, nước xoài cũng ép ra xong, vát ngay cái bã nó đi, lấy cái nước ra rồi. Đúng không? Thì giới cấm là những giới mà Đức Phật Ngài cho, không cho thực hành, hoặc là những giới mà Đức Phật cho phép làm. Cho phép làm. Ví dụ giai đoạn đầu, Đức Phật Ngài chưa cho người Phật tử dân y đến cho chư tăng, chưa cho. Thì các vị sư phải lấy cái giải quăng bỏ đó, mai lại thôi. Giải quăng bỏ mai thành bộ y rồi đó, không phải để về mặt đâu. Dù giặt sạch sẽ không phải để về mặt đâu, mà nhuộm lại cho nó đồng màu, chứ không phải chỗ da beo, chỗ da cọp, chỗ da chó, chỗ da lợn, không phải. Phải nhuộm xong xuôi đồng màu á, mà màu nhuộm phải là màu phải sắc. Thường thường ta đưa lấy cái màu đen pha với màu nâu, nó ra cái màu đó để nhuộm. Cho nên cái đó phải là như vậy, chứ không phải lấy miếng này giá, lấy miếng kia giá, đắp lên rồi tôi mặc y củ rách, không phải. Không hiểu cái đó, không hiểu sai rồi. Mặc dù là giải được quăng bỏ, lấy đem về mai lại làm chiếc y đắp lên người,
nhưng chiếc y đó phải nhuộm đồng màu, nó không phải là khác màu được, không phải là lấy cái mền đắp vô gọi là y của rách, phải. Nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên không có nắm bắt được thì ra thấy nó giống như là một cái luật tốt, nhưng mà thật sự ra nó đã sai luật. Chúng ta ngày không cho phép làm vậy. Đó là cái giới cấm. Không được làm vậy. Tức là giới mà không cho thực hành. Chẳng hạn như bốn vị tỳ khưu không được đi bát ở một chỗ, trong bốn vị tỳ khưu không thể đi bát ở một chỗ, phải đi tẻ nè. Đây là câu chuyện của nàng Cana. Nàng Cana này được gửi gả chồng cho một cái người ở một cái làng đó. Rồi nhân cơ hội đó mới xin cha chồng mới cho về thăm mẹ. Mà mẹ nàng Cana này là một cái người thuần tính, thuần thành trong cái giáo pháp này. Cho nên khi mà tới giờ đó, mà về thì thăm nhà chồng á, mà mẹ nói giờ con về nhà chồng về tay không cũng kỳ lắm, thấy có quà cáp vậy mang về cho nhà chồng nhé. Mình về thời gian về nhà rồi mà đi tới nhà chồng không mang gì đó cũng kỳ. Phải chờ đi, bà mới làm vô một cái bánh, nghĩa là một loại bánh lớn để mang về, cái quà biếu vậy mà đi tới phải không, làm biếu. Thì bây giờ có không vậy thì khôi đi tới, thì bà này là thuần thanh mà, thấy vậy thì khôi đi tới cho mình cúng vừa cái bánh này đi, bánh này cúng thành xong thì nàng phải chờ đợi thời gian nữa mới có đủ tiền mua vật liệu để làm bánh tiếp. Lần thứ hai có gì thì khôi đi tới nữa cúng luôn cái nữa. Rồi lần thứ ba cũng vậy, rồi lần thứ tư cũng vậy, người chồng chờ lâu quá không được, mất bỏ, mất cưới vợ khác. Nó chờ lâu quá là cưới vợ khác phải rồi. Mà dân Ấn Độ ngày xưa họ đâu có quan trọng cái điều này đâu, họ xem như người nữ cũng giống như một vật mua bán mà. Người Ấn Độ ngày xưa xem người nữ giống như vật mua bán vậy, cho nên có loại vợ là được mua bằng tiền, đúng không? Mua bằng tiền mà. Thì nàng này mất chồng, nàng Cana mất chồng, bực quá, nó tại mấy ông tỳ khưu này cũng mất chồng. Cho nên vậy tỳ khưu nào đi bát tới nhà, tới đứng nhà trước cả nàng chửi, nàng chửi nó mất nợ, không dám gì, không gì tỳ khưu này dám đứng cứ ngã nhà đi bát nữa. Thì chứ tỳ khưu nghe việc này thành lên, thì Đức Phật ngài thấy duyên lành của nàng Cana. Cho nên vào buổi sáng đó ngài đi tới, mình đi tới thì bà mẹ ra đảnh lễ rước vô ngồi đàng hoàng. Thì chửi ai chửi chứ Đức Phật dám chửi à, đúng không? Sợ chứ nhiều sao cũng cho nên mới trốn trong phòng. Đức Phật hỏi ủa nàng Cana đâu rồi, cái bà mẹ nó sợ, nó sợ Đức tế lộn, nó trốn trong phòng. Kêu ra đây, họ ra gặp Đức Tôn đảnh lễ đàng hoàng, tại vì cũng là Phật tử mà. Đức Phật hỏi nghe nói nàng chửi mắng đệ tử Như Lai vì sao vậy, thì làm thinh không trả lời, bà mẹ trả lời. Đức Phật hỏi này Cana, vậy cái điều kiện điều này đệ tử Như Lai có lỗi không? Tôi tới đứng nhà muốn dân cũng dân thôi, đúng không? Tôi có lỗi gì đâu, đâu bắt buộc phải dân đâu, có không? Mới không. Không, Đức Phật ngài mới nói về cái nguy hiểm của cái ái dục, cái hạ hoại tạo cái ác nghiệp. Nghe xong nàng chứng quả chịu luôn. Rồi cái Đức Phật ngày trên đường về, cái đường về xong cái gặp vua Ba Tư Nặc cũng đi tới đảnh lễ ngài. Đúng rồi, vua Ba Tư Nặc nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài đi đâu mà về trong buổi trưa vậy? Đúng rồi, này đại vương, ta tới ta ban thánh sản cho nàng Cana, ban thánh sản cho nàng.
cái vua Ba Tị Nặc nói nếu mà nên con ban thánh sản cho nàng Cana thì con sẽ ban tục sản cho nàng. Cũng có dạng, cũng tranh cho nói nhận nàng Cana làm con nuôi. Chứng quả vừa luôn rồi mà một thứ là chỗ mới đem về triều, luôn về triều mới cho tập hợp cái cơ quan lại. Ở đây là con nuôi của ta và ai muốn nhận người nàng này về thì nói lên. Lúc giờ có ông tể tướng già mà không có con, nhà thì giàu, ông nói xin đại vương hãy cho con nhận cái con này về làm con nuôi để nó có người mà gìn giữ gia đình gia tài á, vua chết rồi vua lấy sao? Chết không ai gì hết, không ai thừa kế là thì tôi công khó. Rồi đi vô cho ban về, ông mới giao hết tài sản, này tài sản của con, không muốn làm gì con làm. Tài sản của ông tể tướng đâu có nhỏ, đúng không? Nhưng từ đó về sau nào muốn cúng dường trai tăng không được, nho chửi mắng cái gì thì không muốn cúng dường trai tăng không được, không tiếp gì mà tự nhiên nghiệp cái cản hết chuyện này tới chuyện kia, tới muốn cúng dường là có chuyện xảy ra, phải đình lại. Cái sự kiện mà mình cũng muốn cúng dường mà bị đình vậy đó, là mình phải coi chừng cái quả của ác nghiệp trong quá khứ của mình chứ không phải không mà. Dĩ nhiên mình là người gieo nhân mới mà giờ cái quả nó tới nó cản cái nhân mới mình gieo không được, nó là như vậy nè. Mà cái nghiệp này là cái nghiệp mà mắng chửi mấy gì, nhưng mà tính là yên đâu không, cái khoảng ngày cũng về mới kêu bốn ông tỳ khô tới rồi có vậy không? Dạ có. Nhưng mà ra chế định được học là bốn vị tỳ khô không được đi bác ở một nơi để không làm thiệt hại cái tài sản của người khác. Cho nên đi ở Miếng Điện đi chung nhiều vậy, nhưng mà tới đâu cái một người đứng nhà cửa nhà hết chứ không phải ai đứng chung. Đứng chung không quá bốn ông nha, từ ba ông trở xuống thôi. Cho nên cấm bốn ông thì ba ông được rồi, còn nếu thêm nữa thì ba ông 3/4. Đào đâu ra 3/4 ông đúng không? Lại khá là như vậy, nhưng mà nắm bắt được như vậy thì những điều mà Đức Phật ngài nghiêm cấm hoặc những điều cho phép làm thì mới làm, còn không thì thôi. Lúc đầu ấy, thì Đức Phật chưa cho chư tỳ khưu nhận y thí chủ. Y có hai loại nha, loại nhất là y Cụ Rách hay là y Phấn Tảo. Y Phấn Tảo là kiếm những vải quăng bỏ mai cho lại rồi nhuộm lại thành bộ y, phải nhuộm chứ không phải vải như thế nào, mặc dù vải đó là tham ham mộ địa tốt xấu hơn cần biết, nhưng phải nhuộm trở lại đồng màu, được gọi là y Cụ Rách hay là y Phấn Tảo, bằng sô cô la đó, bằng sô cô la. Y thứ hai mà quý vị dân á thì được gọi là y gia chủ. Y gia chủ này có được bởi do ông Lưu Y Chi Quả Cái dân cho Đức Thế Tôn, xong bạch Như Đức Tôn là xin cho hàng tại gia cư sĩ được dân cho mấy vị tỳ khưu, và Đức Phật đồng ý. Cho nên từ đó có một loại y xuất hiện nữa, đó là y gia chủ. Và khi đó mới có những cái chuyện lộn xộn xảy ra nhiều nữa, khá nhiều. Cái lúc đầu ấy, chưa ai cho đó thì không ai chưa cho phép, không ai dám nhận đâu. Đó là cái giới cấm, giới thứ hai là giới thực hành. Giới thực hành là ngoài cái giới mà được cho phép ra, ví dụ như vị tỳ khưu mà đi đêm là bị cấm nha, đêm không được, khi mặt trời sập xuống không được đi.
Ừ, vậy thì không mà đi vô trong quán nước vào buổi đêm buổi khuya đi uống cà phê á, vào buổi trưa là cấm nha. Cho nên ở đây mà chiều mai mà mình đi uống cà phê á là coi chừng bị phạt nữa rồi đó. Mấy nhà chiều có chùa rộng mà rộng mở vậy đó, mà đi uống cà phê là bị đòn. Cà phê này mua thì về pha uống có gì đâu, G7 G8 gì đó thì nó về. Mà G7 mà xuống với quán kia nó uống trên 50 60, nó cũng nó đâu có bằng, nó đâu có gì khác nhau đâu. Ví dụ như ở nhà pha ly cà phê rồi xuống với quán uống ly cà phê nó có gì khác nhau không? Nhiều khi nhà pha ngon hơn nữa. Cái vậy mà buồn cũng vậy đó. Rồi xuống với uống cho chảnh để tao biết sành điệu anh kia đúng không? Thật sự ra cái tào lao. Trời ơi, cái giới Đức Phật ngài cấm đã thực hành rồi, cái giới thực hành. Giới cấm là giới Đức Phật ngài không cho phép làm thì không làm rồi. Giới thực hành là cái mà Đức Phật ngài cho phép làm. Đồng thời những cái gì mà Đức Phật dạy thực hành luôn. Ngoài việc giữ giới ra nó còn có những pháp như là bố thí. Bố thí là cái điều mà Đức Phật ngài cho phép. Đức ngài luôn. Chứ không phải chỉ giữ giới, tám giới, năm giới, tám giới, không phải. Bố thí là cung kính phục vụ hay gì đó. Này cái giới này được gọi là giới thực hành. Giới thực hành mà gọi là cao nhất. Đó là tu tập chỉ tịnh. Minh sát. Đây là giới thực hành cao nhất. Không tu tập thiền chỉ, không tu tập thiền minh sát là coi như không có cơ hội, không có phương tiện, không có cách gần gũi với đạo quả. Bắt buộc phải tu tập cái này. Cho nên trong Tăng Chi Kinh chương hai pháp Đức Phật ngày ấy có hai pháp gọi là minh phần. Tăng Chi chương hai pháp Đức Phật dạy trong cái kinh thập thượng ngài Xá Lợi Phất ngài dạy cũng vậy, có hai pháp gọi là minh phần, đó là tu tập chỉ tịnh. Chỉ tịnh nghĩa là thiền chỉ đó, thiền chỉ. Thứ hai là tu tập minh sát, đó là thiền quán. Nhưng mà mỗi khi mà nói tới chỉ tịnh nè, thiền chỉ thì lập tức sẽ lại nhớ tới một cái dị ứng với một ông sư cứ nói là tu tập thiền không cần thiền định, rất dị ứng với ông sư này. Ông nói sai pháp nhưng mà người ta nghe ào ào á, đại khái vậy. Bắt buộc phải có cái thiền chỉ luôn, cả thiền quán, hai cái phần nó sẽ đi chung với nhau. Cái phần ngày dạy trong cái người mà tu tập thiền chỉ đó, cái được lợi ích gì? Là được tâm tu tập. Tâm tu tập. Còn người mà tu tập thiền quán được cái lợi ích gì? Đó là tuệ tu tập. Mà tâm tu tập được lợi ích gì? Đây tâm tu tập. Được lợi ích gì? Tâm tu tập cái lượng lợi ích là diệt trừ ái dục. Còn tuệ tu tập lượng lợi ích gì? Tuệ tập diệt trừ ra là diệt trừ vô minh. Tăng Chi Kinh chương hai pháp ranh như vậy á, mà cứ nói tu tập thiền quán không cần định, không cần định sẽ không bao giờ được cái gì hết. Cái lý thuyết này không biết lấy từ đâu, mà cho dù lấy từ đâu cũng là sai. Mà lý thuyết nó lấy từ đâu đó, coi chừng rơi vào tà kiến mà không thấy. Và thêm một cái nghiệp nữa là bác bỏ lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy là giới định tuệ, nó bác bỏ định là bác bỏ lời dạy Đức Phật, cực kỳ nguy hiểm.
Cho nên chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa như vậy. Cho nên cái giới thực hành ngoài cái điều là Đức Phật Ngài cho phép làm, ngồi làm thêm những điều gì đó, Đức Phật Ngài. Nhưng mà cao nhất là tu tập chỉ tịnh với minh sát. Còn phía dưới chúng mình, chúng ta cứ tu tập giống như là bố thí nè, cung kính nè, phục vụ nè, nghe pháp nè, giảng pháp nè, hồi hướng phước vân vân. Những cái phần đó cũng được gọi là giới thực hành, bởi vì Đức Phật cho phép mà, mới được gọi là giới thực hành. Cho nên chúng ta nắm bắt được giới cấm là cái điều mà không được làm rồi, không sát sanh, không lấy của không cho, không đi bia ôm, không đi cà phê gì đừng mời vậy đó, là khác rồi. Tài hạnh trong dục lạc vô vân, đi những cái đó là thuộc về tài hạnh trong dục lạc đó mà không thấy, rất nguy hiểm. Đó là những cái Đức Phật Ngài cấm. Nghe không ạ? Hoặc là thu thúc con mắt, thu thúc lỗ tai, thu thúc cái lưỡi, thu thúc cái thân, vân vân, đó là giới cấm. Rồi những cái làm những còn lại dùng thân để làm những việc thiện, đó là tốt, đó là giới thực hành. Đó là giới chia hai, giới đôi giới thứ nhất nó là như vậy. Ca sa ta ja bum ma ta ne va ne ya me ti ka bu ni no mo dan ti ra ka ta